Không em đừng. Đó đi có sai đó. Mi. Đâu đó anh cho. Đừng. Thương lắm đó. Cố lên em, cả nhà ủng hộ em. Đừng ngạ. Đây là chị Hiền Vi Lộc. Đây là những thành phần có tác phong rất tốt đến sớm. Chào mọi người nhé, mình đang có mặt ở quán Đức, nhà hàng quán Đức, quán bia Đức ở Ludovskaya. Hôm nay là tiệc chia tay của đứa mập này. Làm gì đây? Đang nhiều nghiên cứu. Có ba loại bia. Bia ngô mạch, bia ngô mì và bia đen. Đặc biệt là bia đen là nặng nhất, 14 độ. Nồng độ cồn là 5.5%. Bia màu là 12 độ à? Bia trắng 13 độ, 12 12, 13, 14 theo thứ tự. Cái tốt nhất là uống cái loại đen. Nặng nhất là ngon nhất. Đây là uống mạch này, đây là uống mì này. Một năm được đi quán này 2 lần là cũng sung sướng. Là cải thiện. Cải thiện dinh dưỡng. Hôm nay có thể đồ ăn trông hấp dẫn hơn nhỉ? Khách đâu, lúc nãy gọi cái thớt to đùng này, gọi trước này, tại vì nó làm cái đấy mất 1 tiếng. Còn mấy cái này chờ mọi người tới gọi sau. Đây là bắt cái này. Cái này đấy, cái thớt này. Sau hồi chờ đợi bây giờ đã có vẻ đông đủ hơn. Mẻ bia đầu tiên đã ra, đây gọi là một mét bia. Mét bia có, đây có 12 cốc. Đây là bia trắng này 13 độ. Bia màu là 12 độ, còn bia đen từ 14 độ thôi. Bia đen 14 độ, còn bia trắng là 13. Còn bia màu, đây gọi nó gọi là bia màu ấy, 12 độ. Thì bình thường bia mình đâu có 4.6 độ. Còn cái này tới 10 độ. Gấp 3 lần này. Chờ mồi nữa là nhậu được rồi. Bây giờ gặp tạm bánh mì của bia. Bánh mì ngon mà. Ngon mà. Cái này đang nóng ăn thì ngon đấy. Còn chờ gì nữa mà không nâng bia. Lên trước. Chúc sức khỏe. Kiểu uống củ đầu mình uống bia đen đi cho nó nặng. Còn mấy đoạn sau giảm độ dần sẽ hợp lý. Đây là bánh mì đen. Mồi đã ra rồi. Ủa đây hai loại cá khác nhau à? Hay cá bóng hay cá gì? Cá bóng với lại cá không biết rồi. Đĩa salad. Dây salad, salad cá hồi. Làm nguyên một con cá này. Ngon quá, cá tầm bột. Yo. Nhỏ lắm của cánh nha. Nhỏ nhưng tiểu lượng nhỏ. Nhỏ nhưng mà tiểu lượng không nhỏ. Lần trước hết 7 mét, lần này chắc hết 10 mét. Buông cái nào mà chỉ lúc tập tập hiểu được cái được. Thế đi. Tuổi trẻ tài cao. Mình già rồi mình uống không nổi. Ăn cá bống biển đen và uống bia Đức. Đây toàn các bạn trẻ sinh viên hoặc năm dự bị. Đây sinh viên năm thạc sĩ. Cô gái này chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Thanh niên này cũng đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học. Bên kia là mấy người kỳ cựu của U40. 40.
Ăn dễ một cái đấy. Hai bạn trẻ này nó không dự bị. Ở đây có 6x, 8x, 9x và 10x. Hình như Bi với Hiền đang tới anh ạ. Nó kẹt xe hay sao? Cả bóng biển đen. Cái gì mà sao kia? Nghĩa là gì lại? Cái quá, ăn cái kem càng á. Đây là những nhân vật đến muộn. Mấy ấp. Sao thời gian mấy ấp cuối cùng mới tới? Người quan trọng là phải tới. Người quan trọng là phải tới. Còn cần thanh niên này thì bị kẹt xe à? Hay là bị kẹt trong toilet? Kẹt cả tiếng. Còn con cá này chia đôi đi. Cho Bi cái đầu á, Bi ăn thích ăn đầu luôn. Cái đầu luôn. Cho Bi phần xương, còn phần thịt Hiền ăn. Bên này 13 độ, bên này 14 độ, bên này 12 độ, chọn đi. Màu da đâu? Đây 13, kia 12, nhẹ nhất đấy. Thôi hiền cho cả cái nặng nhất luôn. Nhưng mà này ngon. Thử thì ngon, nhưng mà trên nhà có 2 độ không nhiều đâu. Tới muộn là không ăn cá, rồi không ăn bánh mì, rồi salad cũng hết luôn. Xíu nữa là em. Nhưng mà còn một cái mâm xúc xích. Xíu nữa là chị em, đây là Long An. Ăn chưa tới, ăn một tí nữa. Lúc mà tụi em đang đi bộ ra là An nó vừa về nhà. Thì xong, chắc tới chỉ được ăn xúc xích thôi. Đấy. 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 Cái bơm xúc xích khổng lồ với chúng ta ra đây. Wow. Chúng ta bấm chờ xem 10 phút có hết chỗ này không? Đó là lý do rồi. Tôi đã cầm một đùi cho gặp hết. Bác gái có cầm một đùi chụp hình không? Đây là mâm xúc xích khổng lồ. Vậy là xúc xích thôi chứ thực ra có đây cái đùi. Cái đùi heo. Đúng. Hai cái đùi heo. Ba con vịt. Mấy cái chân giò. Xúc xích đến đủ loại. Đến lên. Có hành heo này. Đi cho bo này. Đấy là xương này, xương lớn này. Cừu hay sao á? À, xương lớn. Đây cả con vịt này. Xương lớn đấy là con vịt này. Đây là chó heo nữa này. Này cà chua. Cà chua rồi bầu rồi hành. Hành rồi cà chua rồi xúc xích. Xúc xích đây, xúc xích tự làm, xúc xích đây là xúc xích nhiều loại lắm. Khoai tây nướng, khoai tây nướng nguyên cả vỏ. Bây giờ một người mà ăn hết cái này nhỉ? Thôi xác định ai tới muộn mà chỉ còn được ăn xúc xích này thôi. Không, hơi xa tí, hơi phải với thôi. Tay dài nữa, ok. Không có thì nhờ, ăn không xa đâu anh. Tội nghiệp tới muộn không được ăn cá thôi, cá ngon. Ăn cá thì lại không được ăn đấy. Ăn hết mà, cái nào được ăn thì hay. Bên đây còn ăn tiếp mới không? Cả nhà lên bia mừng món mới nhá. Đây là cái mâm gọi là mâm rồi. Cái mâm chủ chốt. Yo. Yo. Mời mọi người nhá. Mâm này mình đã rồi. Ăn này là đúng. Đùi bò gì? Đùi bê. Cái đùi bò này nó hơi nhỏ. Cái lợn này, đùi heo. Đây là đùi heo. Đây là đùi bò. Đây là xương lợn. Đây là vịt. Vịt quay đó. Đây là vịt. Đây là vịt. Đây là cừu. Đây là cừu. Đây đùi heo đây. Đùi heo này, đùi heo đây này. Đùi heo, đây là xúc xích của Đức. Các loài xúc xích. Xúc xích da, xúc xích to, xúc xích bé, đủ thứ hết.
bẩn lên lắm đấy. Cái à, sao không đọc? Đây, bé đây, bé bê cừu, thịt lợn, này, thịt, cừu này, bò này, lợn này, heo, lợn này, vịt này, chiếc chùa, đất này, các loài này, to, dài, nhỏ, lớn, bé như có hình này, đây, đây là lợn này, đi lợn đây này, đi lợn đây. Chỗ này ăn về là ở thịt luôn. Đây là món puree, tức là khoai tây nghiền. Cái tên đúng của nó là mashed potato. Ừ, tiếng Anh mà. Puree cái này tiếng Nga mà. Nga là puree. Puree. Đúng với dương rồi. Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên. Đã cắt đúng với dương. Mạnh mẽ lên. Cắt ngược lại. Cắt ngược lại hiểu không? Mày cắt cái này nè. Đúng. Cầm cả đùi này gặm nha. Cho anh thì cho anh thôi, còn chia sẻ làm gì. Anh ăn tham mà. Ờ, cho cái gánh cho cái bé. Nào đưa đây, anh gắp rồi. Cái này phải cắt rồi. Có vẻ cái con đâu nữa. Còn cái đùi này. Bò tay. Em cũng chưa được như thế nào. Thôi con cái đùi kia này cái đùi nữa. À đây. Cái này. Cái này cho con vui gà. Cái này tôi xuống máy. Cắt đùi. Đây. 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 Đây, lấy ra là cắt ra là dài quá. Thôi cắt chia nhau nhá, dài quá. Đầu tiên là quay lại cái mâm này đã. Mâm mâm huyền thoại. Khi nào tới quán Đức mình cũng phải ăn cái mâm này. Rồi, em gái này mới học xong đại học. Đây đang học thạc sĩ năm 1. Hai đứa nhỏ này đang học dự bị. Thanh niên vừa tốt nghiệp thạc sĩ nhưng mà chưa nhận được bằng. Rất là tội nghiệp. Buồn lắm. Còn cô gái này là bác sĩ tương lai. Khoa mổ đẻ. Khoa hái hoa bắt bướm. Rồi khoa hái hoa bắt bướm. Người ta hái hoa bắt bướm. Đây là nhà vật lý học, đệ tử của Albert Einstein. Đệ tử gì? Đệ tử của Albert Einstein. Chuẩn bị chế tạo bom nguyên tử. Đây là các bác U50, không U40 thôi, U50 hơi nhiều. Professor. Đây là mấy em bé. Giờ này anh Phương là không còn tóc bạc nữa. Thằng này là thằng này là chuẩn bị tóc em bạc nhiều hơn. Thằng này là chút phơ rồi. Hai mươi phần trăm. Em để dành nãy giờ. Đúng đấy. Xấu tính. Ngon đấy lắm luôn. Em lấy ngon đấy, vị ngon đấy. Nói chung giờ muốn ăn cái nào thì đưa đây anh gắp cho. Có vị chua ngọt mà. Mặn ngọt. Đây cái này để phần ông già 30 tuổi. Ăn cái nào này? Ăn cái nào đưa đây anh lấy cho. Vịt à? Vịt hình như hết rồi á. Hết rồi. Hết rồi, hết vịt rồi. Em để dành nếu không? Tại em đợi trời mất mất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của ông già 30 tuổi. Em đi vắng rồi. Sau 2 tiếng ăn thì mông vẫn còn nguyên. Hả? Ai vô? Bia đen luôn. Ba con cá này giờ không biết chia nào đây nè. Bây giờ để chúng ta múc. Không, mình bây giờ múc cái. Đừng múc chung chia nhau nhé. Bây giờ là anh phải múc từ đầu này. Từ đầu bên kia xuống, anh múc từ đầu này xuống, bên kia xuống. Đủ đúng 6 người luôn này. Kiểu múc.
Tôi trẻ nó sáng tạo. Mốt để cảm nhận. Mốt để cảm nhận hương vị thôi. Thôi anh đừng thử. Anh cho bây giờ thử đi bên này con em thử cho. Giờ mùn phát con đi, mùn phát. Mà làm mùn sạch luôn. Mòn đấy, mùn mòn đấy. Con làm lại nhá. Mốt một béo. Anh đánh nhiều cho em đấy. Các bạn nhớ like và subscribe kênh. Nói chung là bây giờ ai mà vô siêu thị mà mua bia mà nó đợi bán là trẻ. Ok. Dạ ok chưa? Hôm nay có vài hôm chứ anh bảo về là lên đợi bán anh không? Đúng. Thấy chưa? Mỗi anh bảo về trẻ thằng mua rượu nó đói bán. Mày còn 2 năm thôi tức mà. Mua coca em nó còn đợi bán. 2 năm thì trẻ sập rồi như là cấp 2. Nhìn như trẻ con. 16 không phải vậy. Đâu đi để đâu đi. Còn lắm. Không. Bên này nó mạnh quá. Tuổi trẻ tài cao. Thôi, tình hình theo anh là chúng ta trở lại với ba con cá này. Hai con ăn ba câu rồi. Đây là bài toán ba con cá. Ồ, ăn mất rồi. Cũng làm thật à? Mua đi, mua tiếp rồi. Mua rồi. Đây đi ăn, mua đi. Thua. Đổi nhắc hiện. Thôi anh nhường đấy. Anh lớn tuổi anh nhường cho tụi em. Thôi anh nhường. Nói chung mình lớn tuổi mình không nên tranh giành với các bạn trẻ. Mua lão rồi mà còn vài con nít. Giờ thích anh nè. Có con cá đó mà nhường cho tụi em hết đi. Tụi em cứ mua tiền nhau đi. Hiền với Bi hợp lý rồi. Tốt dễ thương rồi. Quý sư tộc. Chào, chủ nhật mà. Nào, hãy ăn chanh mà không có cảm giác nào. Giảm cân nên đang cần rất nhiều vitamin C. Đúng rồi. Hãy ăn chanh mà không thể hiện một tí nào cảm xúc. Ăn chanh mà không bốc vỏ. Ăn một cách ngon lành mà không. Ăn chanh không phải là ăn ốc thì đổ vỏ chứ ăn chanh sao được. Không biến sắc. Ăn chua không biến sắc. Ăn trông rất là bình thường, cảm giác không có gì cả. Đây là bát của ướt gì đâu. Mà hình như cái này vắt hết rồi mà còn đâu nữa chua nữa. Một đống luôn. Về của luộc con mốt để cạnh tranh ra là có được ngàn sấp hả? 100.000 sấp cho một đêm không? Ai cạnh? Cạnh tranh là luộc sống. Luộc với con. Luộc sống. Đâu? Bây giờ có bữa mới coi đó là cho thịt đốt, cho kiến vô đốt để cho nó mềm. Buộc 4 cái chân treo lên lấy lửa. Ngày mai rượu mang nó ra chỗ bắt sát bán rồi. Bán chó. Bán chó mà. 50 con bét luôn á. Bớt chắc được 50 con. Còn Jin nên là... Còn Jin đấy. Còn Jin rồi. Còn này rát chưa ra tới bát sát là có người mua rồi chứ đừng nói. Điều gì? Bây giờ anh chỉ hở ra ai cần con này thôi rồi xếp hàng. Xếp hàng từ nhà ra tới TAP DV thôi.
tay này đến muộn này. Quay phim, quay phim. Nói chung là tới muộn thì đồ ăn hết rồi. Còn lại gì sau 2 giờ nhâm nhi, chẳng còn gì cả, chỉ hai con cá. Còn này đây là nửa một con cá rưỡi. Một con cá với lại nửa con cá là cá rưỡi. Nửa kia anh ăn rồi. Còn nửa lại chắc cuối cùng rồi anh ăn nốt. Thôi ông già 31 tuổi anh trở lại đây. Chúng ta lại nâng cấp. Xin chào ông già vlog 31. Ông già 31 tuổi anh trở lại. Biết là nhẹ thôi, chỉ có 14 độ. Cá mới liếm nửa con kìa. Ăn cá hả? Xúc xích cho em nói đi. Gắp thịt gắp cả xương nhá. Xúc xích nha, vừa to vừa dài luôn nhá. Không to nhưng mà hơi nhẹ. Em nói chưa dậy thì rồi. Làm cái thằng chín còn ta dạy em. Đó chị sống. Hết em rồi đấy. Thì khoái em rồi đó. Không phải. Né đồ cho chị Huy. Nhanh. Trời ơi, một người đi mà cái vàng né. Trời sướng không, sướng không? Khổ lắm, đâu có sướng như tụi em đâu mà. Tính nó chị ạ. Có cái dấu ích ở trong bản rồi. Anh đấy giờ mà chơi hết. Cũng đại học mà. Đại học mà nó chỉ đọc sách thôi chứ nó có chơi game đâu. Em có thể đi ăn cũng cho. Cái mâm của anh còn nguyên sau 2 tiếng đồng hồ. Đúng là cũng không công nữa. Sau 2 tiếng đồng hồ cái mâm nó tầm nguyên. Em ơi. Tưởng tượng mình sẽ cầm cái đùi này lên và mình sẽ ngọc. Không thể. Anh gặp đi anh. Đây là Olympic. Đây là vận động viên Olympic. Làm gì đó. Trời ơi lố quá. Cái gì chụp hình hả? Cái đùi này quá khủng. Quá khủng luôn, ăn không nổi. Không em đâu. Đi em cốc chai đó. Mi. Không, đó, anh cho rồi. Đúng, đúng. 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 Thương lắm đó. Cố lên em, cả nhà ủng hộ em. Đừng ngại, đừng ngại. Đừng ngại. Đây là chị Hiền Vlog. Chị Hiền Vlog nha. Thương lắm luôn. Thương lắm luôn mới trò. Thôi dẹp đi, dẹp đi. Thì có ngại có gì đâu mà ngại. Mọi người quay đi. Mọi người ủng hộ em, cả cộng đồng mạng. Cả cộng đồng mạng ủng hộ em. Mọi người quay đi, chị Hiền nào. Chanh đâu rồi, chanh bắt cái nãy bắt xong. Đúng. Hiền sẽ ăn cả thế giới. Ủng hộ là một cái xương này. Đây nữa nè anh. Đây là bãi chiến trường còn lại. sau 4 tiếng nhỏ nhẹt, tất cả đã say mềm. Đây anh chàng này đang tựa tựa vai của anh chàng kia. Còn một cái chân giò cừu. Cái đùi bò, đùi bò gọi là đùi bò, đùi bê. Mình sẽ xa đi chơi bằng cái đùi heo nữa. Đó, vậy là hết rồi. Tất cả đã non nê và say mềm.
em chưa no. Chưa no à? Chưa no anh. Em ăn hết cái này đi. Đồ em ăn hết rồi cái này đó. Cao thủ luôn. Cuộc vui nào rồi cũng có lúc tàn.